TCL bảo vệ mắt khỏe, vui vẻ ngày khai trường là chương trình khuyến mãi đặc biệt của TCL. Khi quý khách mua các sản phẩm LCD, LED sẽ nhận được rất nhiều phần quà có giá trị cho mùa khai trường. Chương trình bắt đầu từ ngày 14 đến 22 tháng 8 tại siêu thị Bixi, khu mua sắm Đệ Nhất Phan Khang, cửa hàng Thúy Mai, Việt Tuấn. TCL bảo vệ mắt khỏe, vui vẻ cả nhà.